Nếu như cá tánh là tao ngộ của một người, có liên can tới số thân và những người bạn bè ở bên cạnh. Tôi nghĩ tôi phải cảm ơn má của tôi. Từ nhỏ cho tôi học được thứ danh này. Và vì vậy, tôi đã quen biết một người bạn rất là tốt. Một người bạn rất tốt. Cậu kia ca ăn đường ngỗng quay nha. Ngon lắm. Không ăn trả cho chị. Sao lại không ăn? Nè Trác Lãng, ở ngoài trời nắng quá hay là lên xe ăn đi. Cậu kia ca, cậu đi đâu đó chờ tôi với. Ủa, đang ăn cơm gì vậy? Cơm hộp vịt muối với cải mặn. Tôi chưa hề ăn, đổi với anh nha. Thôi đừng. Đổi đi. Cậu kia kìa, chỗ này vừa nắng lại nóng, lên xe ăn đi nha. Ngoan. Tôi phải ngồi đây ăn. Cơm này ngon lắm chứ. Chị Tư, tôi muốn được ăn cơm này. À được. Hay là kể từ ngày mai tôi thêm một phần cơm, mình đổi nhau ăn nha. Không có được đâu. Không sao, mình là bạn thân mà. Vậy hả? Thôi được. Ủa, cái này là cái gì? À, cái này là khẩu cầm. Thầy giáo tôi tặng cho tôi đó. Thổi cho anh nghe nha. Có lẽ vì xuất thân giàu có, cho nên với việc luôn sảng khoái và nhiệt tình với bạn bè. Nếu không được sự giúp đỡ và cổ vũ của người bạn tốt này, tôi nghĩ là hôm nay tôi không được thành tựu này. Tôi còn nhớ trước một tuần lễ, khi tôi phải đi thi tốt nghiệp trung học, má tôi đi làm bị thương ở chân. Sao mày không có đi thi tự chứ? Đi đi. Công việc này khó khăn lắm mới kiếm ra được. Mày học giỏi như vậy nhất định lấy được học bổng mà. Mày không đi Anh Quốc sao? Không đi học y hả? Tại sao má của mày bị thương mày không kiếm tao chứ hả? Mày thiệt là cái đồ vô dụng mà. Đi làm bác sĩ không có chịu đi làm, mà đi tới nướng không quay à. Mày làm cái gì vậy? Ta làm cái gì bắt mớ gì tới mày chứ? Mày đi đi. Từ nhỏ tới lớn mày giúp tao không mà. Bây giờ tao không cần mày đâu. Mày đi đi. Mình là hai người bạn thân cùng nhau ăn đùi ngỗng quay lớn lên mà. Mày bắt tao bỏ bê mày à? Đánh thắng tao đi. Mày đánh thắng tao đi. Anh bật kệ tôi. Anh bật kệ tôi. Anh đi đi. Đi đi. Anh đi đi. Đi đi. Anh Quốc. Ý, Trác Lãng, người nhà anh thì tốt với anh quá, tháng nào cũng gửi tiền học phí cho anh thiệt đúng ngày. Không phải người nhà của tôi, mà là dĩ kỵ bà thân của tôi gửi cho tôi. Tôi có hứa là phải làm bác sĩ mới về. Cái gì? Bà của dĩ kỵ bị sợ lên chánh mắt đi hả? Đã bị phá sản. Vậy còn dĩ kiệt? Cậu vì một người bạn mà thôi học để về Hồng Kông hả? Cậu đã suy nghĩ chín chắn chưa đó Trác Lãng? Còn 3 tháng thôi, 3 tháng là cậu tốt nghiệp rồi. Thành tích của cậu tốt quá mà tới nước này mới kêu thôi học à? Má của cậu đó, bạn bè của cậu đó, mấy giảng sư đã từng dạy cậu đó, họ sẽ đều bị thất vọng. Trác Lãng à, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đó. Và trong lần đó, sau khi suy nghĩ, tôi định không về. Và mấy năm nay tôi rất hối hận về chuyện này. Tôi thấy so với Dĩ Kiệt, anh thì tốt với tôi nhiều quá. Nghĩ tới chuyện này tôi cũng buồn lắm. Và đã dùng rất nhiều cách để kiếm ảnh, nhưng mà không có kết quả. Cho nên tôi đã cố gắng khiến cho mình được nổi tiếng, mong là nhìn thấy tên của mình trở ra kiếm tôi. Thái Anh Minh, nghị viên tòa đô chánh, trong một buổi họp thường lệ ban trưa đã bị trở bệnh tim và ngất xỉu. Bây giờ vẫn còn đang được cấp cứu ở trong phòng thủ thuật. Thủ thuật bây giờ đã được gần 7 tiếng đồng hồ rồi. Có nhiều nghị viên của tòa đô chánh và gia thuộc của ông Minh nghị viện đều đang tới nhà thương để chờ đợi. Ký giả của đài TV Lâm Phục Châu báo cáo ở hiện trường. Thank you.
Nghe nói là bể mạch máu của công lạ thì sẽ biến thành người cây đó. Phải. Lần này ông Minh nghệ viên thì là thảm thương quá. Nghe các cô y tá nói bên trong có ba bác sĩ lớn, hai ông não khoa, một ông khoa tâm trạng, và trong đó có một ông trẻ nhất và nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á đó. Là ai? Anh nói ông Trác Lãng đó hả? Tạp chí Thời sự 60 phút có phỏng vấn ổng mà. Ổng có ba mấy tuổi thôi. Gì hả? Đúng vậy, ông tổng lý của ba viện quản về bị ung thư não, cũng được ông chữa lành đó. Vậy không biết ông ấy có vợ chưa hả? Nghe nói ông chưa có vợ đâu. Ra tới rồi. Nhà nè, chuẩn bị nha. Rồi. Ông Minh có sao không vậy? Ông Minh có sao hay không hả? Là ba có việc chuẩn bị. Hỏi tránh ra, là mừng tránh ra giùm đi nha. Cho chúng tôi biết đi. Bác sĩ. Nè bác sĩ à, cuộc giải phẫu như thế nào rồi hả? Như thế nào rồi, làm ơn phát biểu ý kiến cho chị nha. Cho biết ý kiến như thế nào rồi, làm ơn nói đi. Thủ tục lần này tiến hành khá lắm. Vậy hả? Xác suất khẳng định được 70%. Vậy thủ thuật này tiến hành tới 8 tiếng đồng hồ. Tôi muốn hỏi là có phải ba bác sĩ cùng nhau tiến hành hay không? Thủ thuật lần này là do bác sĩ Trác Lãng làm, còn chúng tôi chỉ là phụ trợ mà thôi. Vậy hả? Vậy xin hỏi bây giờ bác sĩ Trác Lãng ở đâu rồi hả? Ông đã bỏ đi rồi. Hả? Bỏ đi rồi à? Đi rồi. Đi đằng kia nè. Chạy theo mau lên đi, mau lên. Bác sĩ Lãng. Em thấy sao? Cũng khá lắm. Hoàn cảnh chỗ này cũng rộng rãi. Vô cửa phòng chủ nhân nha. Toilet bên này. Tuy là phòng khách bên ngoài không được lớn, nhưng mà từ phòng khách chủ nhân nhìn ra ngoài thì đẹp lắm. Phải ha, phòng của chủ nhân thiệt lớn chứ. Em coi. Có thấy không? Ê, nhà của anh kìa. Còn cái gì? Còn có ngôi trường tiểu học mà anh và người bạn thân Dĩ Kiệt học ở đó. Nè, bên kia nữa. Còn có nhà của nữ bác sĩ Lâm Bối Nghi, bạn gái của anh đó. Anh mong là căn nhà này anh được ở chung với cổ. Em có thể bảo quản chìa khóa này giùm anh không vậy? Phải rồi, nhà anh không còn ai. Anh lại chưa kiếm được người bạn thân của anh là Dĩ Kiệt. Ai làm chủ hôn cho mình? Anh nói đám cưới với em hồi nào? Anh xấu quá đi, anh đã nói rồi mà. Ê, đừng có mạnh tay quá mà. Đánh chết anh, em sẽ ở quá đó. Em không tin. Thử nha. Đau mà. Nè, đừng giỡn nha. Không giỡn nha. Đừng đánh mà. Đừng đánh, khoan đã. Anh định là dùng cái phòng này để mà làm phòng khách. Không được. Phòng này để dành cho anh mà, anh ngủ một mình thôi. Phòng chủ nhân. Thì để em ngủ. Chuyện gì đây, phòng chủ nhân? Anh còn nói nữa, đuổi anh ra phòng khách đó nha. Không cho ngủ hả? Phải, ngủ ngoài kia. Nha. Bây giờ đi ngủ. Lại nhanh chút đi, tới giờ rồi, mấy bà phải cất cánh đó. Nè. Tại sao không chờ qua tới Trung Thu mới đi chứ? Trung Thu thì năm nào cũng có. Nhưng mà cái việc theo đám cô nhi tới Hà Bắc để tham quan nhà trẻ ở đó thì không nhiều đâu. Còn nữa, anh cũng nói gì bận rộn nên không đi thôi. Uê, đừng có nhỏ nhặt vậy mà. Anh không phải là nhỏ nhặt. Anh sợ là một mình em tới chỗ xa lạ như vậy, không ai lo cho em hết. Yên tâm đi, em biết tự săn sóc lấy mình mà. Nè, anh phải chừa lại một cái bánh Trung Thu toàn là lòng đỏ cho em nha. Còn nữa, mua cho em một cái lồng đèn con thỏ. Còn có yêu cầu gì nữa? Bác sĩ Nghi, bác sĩ Nghi, bác sĩ Nghi tới rồi hả? Chào bác sĩ Nghi, chào bác sĩ Nghi, tới lồng đủ rồi đi hả? Chào bác sĩ, chào nha. Bác sĩ Nghi à, cô thì là tốt quá. Nếu như ai nấy cũng đều được như cô thì đỡ biết mấy. Không phải đâu, được đi Hà Bắc với bao nhiêu em nhỏ và ăn bánh Trung Thu ở đó tôi mừng lắm, phải không? Dạ phải. Các em có vui hay không? Dạ vui. Chị à, mình tới giờ lên máy bay chưa? Sắp tới giờ rồi. Chị à, máy bay có cao hay không? Em muốn ngồi chỗ cửa sổ để nhìn thấy con chim. Được. Em cũng nè, đó. Nè, chị thay phiên nhau ngồi nha, chịu không? Chị à, đã có mang nhiều đồ chơi tới tặng cho các bạn nhỏ trên đó được em không? Cũng có đó, em cũng có nữa nè, em cũng có. Em ngoan quá. Bác sĩ Nghi à, bây giờ đã tới giờ rồi. Mình đi vô nha. Được nha, xếp hàng tôi nhớ xong nha. Xếp hàng, tới đúng rồi, em phải cẩn thận nha. Bên ngoài, xếp hàng từ từ. Nó lâm xùm. Mình nhớ mới lên. Cẩn thận nha, xếp hàng ngay ngắn lại. Xếp hàng ngay ngắn lại. Trác Lãng, em yêu anh. Anh có yêu em hay không? Thôi được rồi, tụi mình lên máy bay nha, đừng có la nữa. Không nghe. Bye bye.
Bà La, tôi giúp bà nha. Bác sĩ Lãng là ông hả? Cảm ơn nhiều. Cảm ơn bác sĩ Lãng, để đại xuống được rồi. Dạ được. Ê, bà xã. Giờ cái ông này thì là bậy bà, ông thì là vô lương tâm. Ê, đâu có gì đâu, vô lương tâm. Ông thì là bậy bà mà, thường lúc tôi đi vắng, ông kiếm tôi là bậy đâu, không phải đâu, bà nghe tôi nói đi. Ông thì là vô lương tâm quá mà. Không biết đâu. Không biết tại sao lại vắng cái gì nha. Ê, tại nó tự mò tới thôi mà. Không quen biết hả, đi, thì tôi đánh nó chết cho ông coi nha. Đừng có vậy mà. Để tôi đánh nó chết cho ông coi, đánh cái nào. Rồi bắt dịch vắng vụ dỗ chồng của tôi hả? Vụ dỗ chồng của tao. Đến nhà của người ta còn vụ dỗ chồng của tao, nói là không quen biết. Nghe tôi nói đã. Không có nghe cái gì hết á. Ông đừng có kéo lên tôi. Đúng là con gái hư đố. Đừng có đi, trở vô đi. Mày đừng có đi nha. Mày đừng có đi. Thôi đừng mà. Tao phải đánh chết cái con này mới được. Chuyện gì vậy? Biết nữa chồng của tao. Mở, đừng có đi nha. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại, làm gì vậy? Chồng của tao. Trở vô nhà đi. Buông tôi ra, đừng có cản tôi mà. Trời đất à. Ông chưa có trả tiền nữa nha. Hay giờ vậy mà nhìn không có ra thì ra là một con điếm. Sao cái cô này không biết xấu hổ vậy mà còn quay về đòi tiền? Ê, còn coi cái gì nữa? Cái ông này đi vô nhà đi. Bọn nào ông mà hãy không quản thúc mà thì không có được mà. Đi đi. Không biết chuyện gì đâu. Đáng nhận là con gái hơn là tới nhà dụ dỗ chồng khổ ta thì đáng tội lắm rồi. Không biết gì. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Cái gì đó? Chuyện gì vậy? Không biết nữa. Cô hai, cô không sao chứ? Tôi là bác sĩ. Cô ngồi chờ một chút, tôi lại lấy thuốc xuống liền nha. Cô hai à, tôi biết cô chờ tôi mà. Chân cô bị thương rồi, đừng đi nữa. Để tôi coi nha. Cô thấy đau không? Không gì đáng ngại đâu. Bị trật cân thôi. Ông là bác sĩ hả? Phải. 2000 bạc, ông thấy có thú hay không? Cô hai, đừng có buông ba nữa. Hôm nay là trung thu, về anh tới với người nhà đi. Đây là 2000 bạc, cô cầm đi. Anh giỏi thiệt, nếu em không phải bị lạnh đến ớt thì em nhất định không nói chuyện với anh đâu. Tết trung thu mà không có ở nhà thì không biết đi đâu nữa. Thấy anh có nhiều bạn gái như vậy em cũng không hối hận, tại vì em ở bên này cũng có một chàng trai mà. Có phải sợ lắm hay không? Anh chàng này chỉ được 7 tuổi thôi, nhưng mà nó thiệt là giỏi lắm. Biết dùng lá tre dạy em thổi bài hát, nghe nói từ bên Nga Xô truyền qua mà. Tặng cho anh làm quà trung thu nha. Tên là cô nương xinh đẹp, nghĩa là em đó.
đôi anh đó. Wow. Thiệt cài cú à. Đúng rồi. Nè, đâu ách kêu tiền đi. 500. Quê, 500 đó. 500 hả? Thôi không theo. 500 hả? 1.500. Wow, lớn 1.500 hả? Tôi không phải thùng, không theo. Tôi còn 500. Theo anh thiếu 1.000, mở bài. Phé 2, phé 3 thú phé. Chuyện gì đây chứ? Đôi ếch mà thôi thú phé kìa. Là xui quá đi. Thiếu 1.000 trước đi nha. Kiệt à, bữa nay anh không được hên. Bữa khác chờ tiếp, mai mới tính đi. Đúng đó, dạy ăn Tết trong thù đi. Không được, không được, không được nè. Sợ tôi không có tiền trả hay sao? Ăn Tết cũng có thể về khuya một chút mà. Xào bài đi, xào đi. Được rồi, đi, xào đi. Món tiền này chạy giao chẳng dùm cho em đi. Anh không có tiền không chịu về nhà đâu. Không vậy thì càng tốt. Thứ đàn ông như vậy cầu mong cho hắn đừng có về nhà thôi. Thôi được rồi, được rồi. Để chị giao dùm cho. 8.000 bạc. Em đi kiếm 8.000 bạc thì là khó khăn lắm. Cảm ơn chị Mai. Đi em nên thay đồ trước. Bây giờ tôi gặp hên rồi. Dáng nào tôi cũng hốt hết. Tôi chỉ có đôi chính thôi. Không có ai theo sao hả? Gặp hên rồi. Hay à, chơi không lại anh mà. Thì phải rồi, khi mà gặp hên thì muốn thua cũng không được. Biết vậy mình theo. Cho 2 phần hầm di cá. Dạ. 1 phần tôm hùm. 1 con cá muống nhỏ. Dạ, 2 con bồ câu. Dạ được, còn cần gì nữa không? Đủ rồi. Sao anh kêu mấy thứ này mắc tiền vậy? Ở nhà được rồi, có thể tiết kiệm được chút tiền. Còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em ở Tết Trung Thu hay không vậy? Hôm nay cũng là Tết Trung Thu. Anh muốn em được vui vẻ, phải ăn được ngon một chút. Hơn nữa số tiền này anh kiếm được ở trong buổi chiều. Anh đi làm ăn với đám bạn mà. Em đã có nói chị Mai rồi. Chỉ cần mình lấy ra được 100.000 thì cái quán ăn đó có thể sang lại một nửa cho mình làm. Em còn nghĩ tới cái quán ăn nhỏ đó làm gì nữa. Làm ăn nhỏ như vậy kiếm được bao nhiêu tiền chứ có thể làm giàu sao. Hơn nữa anh đã sang rồi thì không có định quay lại đâu. Anh đang bàn việc làm ăn ở Trung Quốc với đám bạn. Nếu mà lần này thành công thì mỗi một người Trung Quốc đều chiếu cố tới anh đó. Như vậy cũng thú. Nói thiệt nha, công việc ở Trung Quốc em đừng có làm nữa. Anh lo là em cực nhọc, tiền lương lại không có được bao nhiêu. Để mai mốt rồi nói sau. Cảm ơn. Em thích ăn gì cá mà phần của anh nhiều hơn nhường cho em nè. Có chuyện gì đây? Cái bọn cho dây lãi cao đã trả tiền đủ hết rồi mà. Thì là quá đáng dễ tùm lum hết rồi. Trở về nhà nè. Anh đi đâu? Anh xuống phố mua lông sơn sơn lại cái tường. Bà Kiệt à, dạo này ông Kiệt thiệt túng lắm hay sao? Hay là thiếu tiền bọn cho vay lãi cao? Dạ không phải. Cũng tại vì tôi cờ bạc thôi, chứ không mắc mớ gì tới chồng của tôi đâu. Bạn gái tôi ở đằng kia thôi. Lãng à, có tiền lẻ không? Không có. Anh chờ tôi chút nha. Để tôi gô đi. Cảm ơn 14 đồng. Đổi dùm cho tôi 2 đồng lẻ nha. Được. Cảm ơn. 2 ly trà sữa lạnh lấy đi. Biết rồi. Xin lỗi cô. Cô nhận ra tôi không? Lần trước cô bị trật chân tôi chở cho cô đó. Lần trước cô bỏ đi đã bỏ quên cái túi. Trong đó có sợi dây chuyền thánh mẫu với lại mấy lá sâm. Tôi nghĩ trong đang nhận làm người. Nè, trà sữa đi. Lãng, đổi tiền lẻ đi lâu quá vậy? Có người tới biên phạt kìa. Đi báo, đi.
Ông Trương à, mình đã bàn thảo là cái vụ đó giao cho tôi làm mà sao lại ông thay đổi vậy? Ông muốn biết tại sao hả? Tại vì hôm xưa ông không nói với tôi là ông đã bị tù, ông đã giết người. Ông Trương, đừng nói thêm nữa, tôi bận lắm. Dĩ Kiệt. Quê, Dĩ Kiệt, lâu quá không gặp. Sao không kiếm chúng tôi vậy? Tôi mới vừa trở về hôm qua thôi, cho nên chưa kịp kiếm các anh. À phải rồi, giờ này làm gì? Vì bạn xong việc làm ăn với người kết, bây giờ đang định lấy xe đi. À, nhắc tới làm ăn đúng lúc đó. Anh biết không, gần đây ba của tôi đang lo cái vụ làng nghỉ mát ở Trung Quốc. Hễ mà có chuyện gì khó khăn á, thì khiến tôi nhức đầu lắm. Cái vụ này thì anh rành hơn tôi, anh tới giúp tôi nha. Đừng nghĩ thêm nữa. Còn suy nghĩ làm cái gì, tối nay tôi đãi ăn cơm. Đúng lên rồi, xe đi. Lên 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 xe đi. Khách sáo gì chứ, lên xe đi. Vô. Kiệt à, đủ chưa? Không đủ kêu thêm. Đủ rồi, bạn bè với nhau đừng có phí tiền mà. Khách sáo làm rồi. Gì chứ? Lúc xưa anh đã từng đãi chúng tôi mà. Quay, điện thoại của tôi hết pin rồi. Tôi đang ngoài điện thoại nha. Ừ. Ở đây, các anh trò chuyện, tôi đi toilet chút xíu hả? Đi mau nha. Anh Trở à? Ừ. Cái việc nghỉ mát mà anh nói vừa rồi đó, anh giữ phần của tôi chứ hả? Được rồi, yên tâm đi, tôi giữ phần cho anh mà. À, có tiền mà chia nhau kiếm. Tôi đi toilet nha. Bây giờ chỉ còn anh tôi mới nói nha. Từ sau cái vụ của Đức Sơn thì bạn bè nào cũng lánh mặt tôi hết. Tôi ở trong đó không có ai tới thăm tôi. Tôi là túng lắm. Chuyện xưa kia đừng nói thêm nữa. Nếu như lúc đó tôi ở Hồng Kông, tôi nhất định bắt từng đứa ra chửi. Tôi nói thiệt không có đạo nghĩa. Bạn bè với nhau phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, phải không? Quỳ, thằng Trỏ lâu như vậy, có phải trả tiền cho nó không? Nè nè, nói thiệt nha, mình chơi cái kiểu này có hơi quá đáng hay không vậy? Thiệt tình không có tiền trả mà. Không phải đâu, Đức Sơn là bạn mình mà. Ăn nóng bữa dài dài cho nó rồi. Thiệt tình. Cái đám khỉ bỏ đi lâu rồi không biết làm gì. Để tôi ra ngoài quay, luôn tiện tính tiền luôn. Nhanh lên đi, xuống chậm vậy tôi tưởng anh trả tiền cho nó rồi chứ. Tưởng tôi ngốc sao? Thôi đi. Xin lỗi anh đi đâu? À, tôi kiếm bạn của tôi. Làm phiền ông trả tiền trước đi. Hồi chưa có trả tiền sao? Dạ chưa. Tôi chưa có ăn xong. Ê, lượt theo. Tin người ta dễ dàng như vậy hàng chị bị chờ chết hả? Quê, không có tiền trả thì ở tù thêm lần nữa đi. Anh quen ở tù rồi mà. Bye bye nha. Quê, đứng lại. Đừng có chạy. Đứng lại. Theo. Hôm nay tôi đưa Nguyệt Liên đi miếu, thiệt là bực bội quá mà. Nói thì một lòng một dạ với cái thằng đó. Ê, không có thù thì không kết làm vợ chồng mà.
Nếu không phải là thích hắn thì đâu giấu hắn đi làm mấy cái chuyện bậy bạ như vậy chứ. Thì tại các người ngu ngốc mới tin thôi. Con vợ của mình đi làm nghề đó mà, mình ngủ chung với nó tại sao lại không biết chứ. Theo tôi á, thì hắn giả đò không biết để ăn cơm đàn bà thì đúng hơn. Con vợ của nó đi kiếm tiền kiểu nào á, mình đánh bài ăn tiền của nó cũng không có được sướng đâu. Nè, hạ tiền đi làm biếng vậy hả? Ê, sao anh đánh người ta? Tôi nói chuyện với vợ của tôi, ông tránh ra đi. Anh kia coi về nhà rồi nói sau đi anh. Còn cái gì để nói nữa? Nói, nếu mà ông không đi, có tình tôi đánh ông không nè? Anh kia cơ. Bà có biết bà làm gì không? Làm biếng đó. Chờ chút nhanh đi mua đồ. Được. Liên, đứng lại đi. Tôi bị bà đứng lại, đừng có đi nữa. Tại sao bà gạt tôi vậy? Nói đi làm việc dân phòng thì ra làm điếm hả? Bộ tôi không có tiền cho bà xài, không có tiền cho bà ăn cơm hay sao? Anh Hờ, anh đừng có nói nữa, đi đông người quá. Sợ cái gì chứ, bà đi làm điếm mà sợ người ta biết sao? Hèn gì dạo này tôi bị xui như vậy, ai nấy đều nói xấu sau lưng của tôi thì ra là bà làm chuyện như vậy à? Bà đi làm điếm hả? Thì là mất mặt hết mà, thì làm tôi mất mặt hết mà. Bà coi bà giống cái gì nè, hả? Giống cái gì đây? Dạ, chuyện gì đây hả? Sao đánh cho bà mà cố vậy nè? Tránh ra đi, không mất mối tới cô đâu. Tránh ra đi, tránh ra đi. Người ta thì không phải là người mà đánh đập người vợ ngoài phố như vậy. Trời quá, thất thường gì đó. Cô Hai à, cô Hai. Ê, sao đánh vợ giữa đường chứ ha? Vợ ngoài đường mày phố gì không biết nữa, tàn nhẫn quá mà. Nhưng mà cho tội nghiệp coi không? Chuyện gì vậy? Tên mất dịch kia kìa đánh vợ ngoài phố khiến ba bị ngất xỉu rồi. Đừng nói thêm nữa, đưa tới nhà thường đi. Chị không được đâu em lái nha, anh đưa cô tới nhà thường trước. Cô tỉnh rồi hả? Tôi với bạn trai của tôi đưa cô tới nhà thường đó. Bạn trai của tôi là bác sĩ Trác Lãng. Cô là Tống Nguyệt Liên hả? Tôi là CAD. Nghe bác sĩ nói là cô bị người chồng đánh đập phải không? Anh tên gì? Chúng tôi muốn kiếm anh về giúp việc điều tra. Hắn không phải là chồng của tôi. Tôi không có quen biết với người đó. Hắn rõ ràng là chồng của cô mà, sao nó không quen hắn? Hey, xin lỗi các vị nha, xin lỗi tiếp đãi chậm trễ. Đây là Julie, mới tới làm bữa hôm nay thôi. Các ông phải dịu dàng một chút nha. À, người hả? Tôi thích đó. Tôi trả 200.000 nha, tôi bao. Quên, nhường cho tôi đi. Chuyện gì đây? Tôi không nói thì anh không bao, tôi nói thì anh bao. Bạn dạy nhau chơi vậy sao? Thôi đi, đừng nói thêm nữa. Hay là mình bao chung, chơi chung nha hả? Đấy, sao dựng phần của tôi chứ? Bóng tầm quyết định đi. Bóng tầm đi. Muốn sao đây? Bóng cho đâu cũng ngán rồi. Đúng rồi, bóng thì bóng ngán làm sao? Em nha, thiệt là may mắn lắm. Chỗ này 300.000 đủ cho má em đổi thận với lại trả nợ rồi. Lại không cần phải đi với mấy ông già. Là Trịnh công tử cho em đó. Kìa, cái anh Trịnh Vĩ Kiệt, con của Trịnh Hữu Phú, chủ tịch của tập đoàn Thế Kỷ. Con người tuổi trẻ đẹp trai khách lớn đó. Có nhiều người thèm mà không được đâu.
Alo. Lương à, Trình công tử đã tới chưa? Giờ chưa tới. Có lẽ là bạn việc làm ăn phải tới trễ một chút. Em đã thâu tiền người ta rồi, phải chờ người ta nha. Ờ. Bye bye. Dạo này công ty bị sở Liêm Chánh điều tra nghiêm ngặt. Mỗi người đều có cái giá mà. Bên Liêm Chánh cũng là người thôi, yên trí đi, không sao đâu. Ông Kiệt à, yên trí đi. Tôi nghĩ bên Liêm Chánh không điều tra gì này đâu. Nếu có gì điện thoại cho tôi nha. Trần công tử, Trần công tử hả? Trần công tử. Cô là? Ông đã giúp cho tôi 300 ngàn. Giờ đêm nào tôi cũng ở khách sạn để chờ ông. Má của tôi là Julie, biểu tôi tới hội Trần công tử. Tôi có cần chờ nữa hay không? Cô à, cô à, xin lỗi tôi không có nhận ra cô, tại vì tối hôm đó cô ăn mặc khác với bây giờ. 300 ngàn đó coi như là tôi giúp cô khỏi cần phải trả lại. Tôi có gì giúp được cô không? Cô đừng có khóc nữa. Thế gian này không có việc gì là không có thể giải quyết đâu. Cô hãy nói cho tôi biết để tôi giúp cho cô nha. Alo. Làm ơn gọi Trần Nhĩ Kiệt. À, ông Kiệt không có ở đây, xin hỏi gọi điện thoại tới. Chúng tôi từ văn phòng luật sư gọi tới. À, có phải là Trần luật sư hay không? Phải. Tôi là vợ của ông đây, ông có chuyện gì có thể nhắn lại không? Chị à, tôi quen biết một người làm bên tiệm cảnh sát. Hồi sáng nay cha chồng của chị đã thắt cổ tự tử ở trong khám đó. Còn nữa, các đồng nghiệp vì tự giữ mình cho nên đã buộc tội thế kỷ của chị. Công ty của chị có lẽ phải tuyên bố phá sản đó. Dĩ Kỳ cũng biết chuyện này rồi mà. Chừng nào anh về nói anh điện thoại cho tôi nha. Dạ được, cảm ơn trường luật sư. Anh làm gì vậy? Tôi phải ly dị với bà. Ngày mai chuyển 1 triệu bạc qua hộ khẩu của bà. Em không có lấy 1 triệu bạc đâu. Em không có chịu ly dị mà anh đừng có phá đổ của em nữa. Tôi đã có người đàn bà khác ở bên ngoài rồi, tôi không muốn lấy bà nữa. Bà tưởng bà là cái gì, là vũ nữ thôi. Tôi không muốn bị người ta chê cười, làm ơn đi ngay đi, thì là đáng ghét mà. Anh hãy ngó em đi, anh hãy ngó em đi. Trừ phi là anh nói anh không còn yêu em nữa. Anh Kiệt, anh đừng có gạt em. Trần luật sư mới vừa gọi điện thoại tới, em đã biết hết rồi. Từ nhỏ tới lớn, em không tin là trên thế gian này là có người tốt. Nhưng trong lúc mà em khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất thì em đã gặp được anh. Anh Dị Kiệt, nếu như anh vì cha của anh đã qua đời, nhà của anh bị phá sản mà anh bỏ em, thì em thấy là anh sai lắm. Em là một người vợ không thể chia hưởng những phú quý, mà không thể chia sẻ những hoạn nạn với anh. Nhưng mà anh không biết mai này sẽ ra sao nữa. Cho dù em có nằm ngoài đường hay là cái gì cũng mặc hết, suốt đêm sẽ không bao giờ bỏ anh. Cho dù anh nghèo đến nỗi đi làm cu li, anh cũng không cho em chịu khổ đâu.
Tại sao bà gạt tôi? Bà nói đi làm việc văn phòng mà. Bà đi làm điếm, tôi không có tiền cho bà xài, không có tiền cho bà ăn cơm sao, bà nói đi. Anh đừng có nói đây nữa mà, ở đây đông người lắm, đi đi anh. Chứ mà sợ người ta biết sao? Hèn gì mà dạo này tôi bị xui như vậy. Ai nấy cũng đều nói xấu sau lưng của tôi. Ai giờ bà đi làm chuyện này bà coi nè, bây giờ bà giống cái gì? Bà khiến cho tôi mất mặt hết, khiến cho tôi mất mặt hết. Ông chủ, ở bên ngoài có người sở Lâm Chánh đồ gặp ông. Chuyện gì đây? Ông Trịnh Hữu Phú hả? Chúng tôi thuộc sở Liên Chánh, có mấy vụ án liên can tới nước chánh phủ và hối lộ những viên hành chánh cao cấp của chánh phủ, định mời ông về để giúp việc điều tra. Được rồi, tôi đi về với anh. Ngồi đi. Ba. Khờ quá, đừng có buồn. Ba ở đây chỉ có ăn và ngủ, thoải mái lắm. Tuy là ba đã bị phá sản, nhưng ba còn mấy triệu bạc tiền mặt để lại cho con. Con phải tự lo liệu nha, đừng có để người ta khi dễ. Con phải dừng lại sự nghiệp nha. Con biết rồi ba. Ông nội của con thường dạy ba khoan hồng và xử tốt với bạn. Không ngờ lần này người bán rẻ ba không ai khác hơn là người bạn thân của bà. Từ nay con làm việc phải cẩn thận nha, đừng có bao giờ tin người ta dễ dàng. Quê, màu đỏ mua trần hả? Ê, là con đào tôi thích mà. Quê, tiền bạc không thành vấn đề, tiền dễ kiếm lắm thôi, có phải không? Được sư. Quê, cậu Kiệt, lâu quá không gặp rồi. Tại sao anh gạt tôi là không có ở Hồng Kông? Anh đã biết là mấy triệu bạc đó là tiền duy nhất của tôi không còn tiền nữa. Alo, Linda hả? Bây giờ tôi ở bãi đậu xe, tôi nghi ngờ có người ăn cắp xe, cho bảo an tới đi. Quê, anh nghe không hả? Còn chưa đi. Anh làm vậy là ý gì? Từ khi anh vô nghề đã theo tôi kiếm ăn, tại sao bây giờ phản bội quá vậy? Phải, tôi phản bội đó. Tôi cố tình gạt hết tiền của anh rồi sao? Coi anh nha, từ nhỏ tới lớn ăn của ông già, mặc của ông già, anh coi anh nha, giống cái gì? Chỉ là một đống phân thôi. Chuyện gì đây? Xách đồ nghề đánh tôi hả? Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Làm như ba mày làm tù tội đi. Đồ tù tội. Chuyện gì? Nằm xuống là được sao? Đứng dậy đi, đừng có làm chó chết. Lúc nãy ngon lắm mà, xách đồ nghề đập tao. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi mày. Đồ chó chết, đứng dậy đi. Đồ chó chết, đứng dậy đi. Đừng chết. Đừng nói đi mày. Đừng. Cứu mà. Thưa cô y tá, tôi là Tống Nguyệt Liên, tôi muốn làm thủ tục xuất viện. À, Tống Nguyệt Liên hả? Bác sĩ nói là không có thâu tiền coi mạch, mà chỉ thâu tiền thuốc men và tiền phòng hết thảy là 5.860 đồng. Xin lỗi cô, tôi không có mang đủ tiền. Cô à, tiền phòng của cô để tôi trả. Dạ được. Bác sĩ Nghi, nhớ kỹ về tới nhà khi vết thương thấy đau thì uống thuốc cầm đau nha. Cảm ơn bác sĩ. Không có chi. Bye bye. Bye bye. Bác sĩ Nghi, Tống Nguyệt Liên ở lầu 3 đã bỏ quên gói thuốc nè. Đi cho tôi. Dạ được. Nhà này rồi. Cái đồ mắc dịch còn dám chạy đây nữa hả? Quay đây nè, bà làm cái gì lấy người ta gì hả?
Cái thứ mắc dịch này về tới là báo hại với tường của nhà tôi, ngày nào cũng bị người ta tới giết bậy bạ. Còn không đi hả? Tao lấy chỗ nhà tao đập cho nhà. Nè, sao lấy người ta chứ? Hỏi người đàn bà này nè, gõ cửa phá rối tôi còn không đi hả? Có tình tôi báo cái sáng hay không? Chồng của cổ đã bỏ đi, cổ cứ đòi chờ ảnh về. Không đâu, anh không có bỏ lại tôi. Anh không có mà, anh nhất định sẽ trở về để kiếm tôi. Nhất định mà, tôi biết đó. Anh nhất định sẽ trở về. Anh không có bỏ tôi đi như vậy đâu. Không có. Tạm thời chị ở lại bên này nha. Tối nay tôi phải dọn đồ qua ở với chị. Có chuyện gì chờ chị lên lại rồi mới nói. Phải đó, coi như là cô được rồi. Tôi không thể nào ở lại đây. Có nhiều việc tôi không thể ở bên ảnh. Anh không biết làm đâu, tôi phải trở về để kiếm ảnh mới được mà. Bây giờ cô đã không còn nhà nữa. Nhà cô cho người ta mướn rồi. Nếu chị không biết tự quý mình thì chúng tôi làm sao mà giúp được chị chứ. Nếu chị thấy chỗ này không được an toàn thì chị đi đi. Tại sao? Tại sao các người lại tốt với tôi quá vậy? Nếu tôi phải làm sao đi? Nếu tôi phải làm sao đi chứ? Tôi không có thể chỉ làm một mình. Đi, tôi không có thể được đâu, không được. Làm người không thấy tôi buồn xuôi đâu. Tôi giống như cô vậy, lúc nhỏ gặp nhiều chuyện không vui. Có nhiều lúc tôi tiêu cực buồn xuôi. Thậm chí tôi ghét mình lắm. Nhưng tôi có một người bạn chỉ những không buồn xuôi tôi thì giúp tôi. Tôi... Phải rồi. Trên thế gian này ngoài tình yêu còn có tình bạn mà. Để tôi và Trác Lãng làm bạn với chị nha, chứ không? Tôi thật sự không biết đánh đâu. Được rồi, để tôi dạy chị, lúc xưa anh dạy cho tôi mà. Phải đó, đừng có nhà hoài. Trong mày cứ đồng một chút, thử cái tay lành chưa. Đi. Nè, 2000 bạc này là của chồng tôi thiếu cô đêm trung thu. Bây giờ tôi trả lại cho cô. Đàn ông chịu làm việc này mà trả tiền là không có cảm tình với cô đâu. Bà nói đã chưa? Gì đây? Vì con điếm mà gây với vợ tôi hả? Hả? Dạ, tôi bỏ đi. Anh làm cái gì đó? Đi. Anh muốn làm cái gì? Lần trước mày đã kính nghĩa, thì ra là tự lấy xài. Ông ngậm miệng lại nha. Thôi đi, thôi đi. 2000 bạc này là tại vì cô không lấy thôi. Đừng nói tôi thiếu cô đi, nha. Đi, đi. Bộ hồi Tết Trung Thu anh có gặp cổ sao? Phải, anh đã kể cho em nghe đó. Đi. Lần đầu tiên chị thấy em xin xăm là xin cho mình em thôi. Bác sĩ Lãng cũng có nói là mình phải biết thương cho cái thân của mình trước. Ừ. Tại sao giờ này chị không chăm tới Quang Ngân nữa chứ? Hay do chị không muốn em trở về bên chị là nghĩ tới chuyện xưa. Bây giờ không tốt sao? Em lại quen được 2 người bạn bác sĩ tốt như vậy. Thằng bệnh của chị nói là mấy hôm trước đó ở khu Sam Sibo gì đó đi khiên rác cho người ta. Trời đài rồi mà. Lúc xưa thì nặng nhọc một chút cũng kêu nài đủ thứ. May là em bỏ đó thôi. Nè, nè, em đi đâu vậy? Sao đây? Lại bị gạch trúng tay hả? Lần này lên lợi rồi. Có đập bể máy không? Có cần đưa anh đi bác sĩ hay không? Hey, tưởng nghèo là làm dữ hay sao? Ở đằng sau hẻm còn có 2 bộ máy lạnh chưa có tháo đó. Qua bển làm xong đi. Anh Kiệt. Ủa, đào của anh đó hả? Wow, thiệt đẹp bác, có đào đẹp quá ha. Con đi đi, đừng có đi theo tôi nữa. Em đã kiếm anh lâu lắm rồi. Em không có đi đâu. Tôi đã biểu cô đi mà đừng có theo tôi nữa. Tôi không đếm xỉa tới cô nữa đâu. Nếu như em chết làm sao?
tôi cũng không nhìn có một mắt. Chuyện gì đây, muốn tự tử hả? Tại sao cô lại dại dột như vậy? Bây giờ nó đâu? Bác sĩ đó tốt lắm, nhưng mà em đâu có thể nào cỡ nhà của người ta. Vì em càng không muốn là ngày nào cũng phải ra ngoài phố đi kiếm anh. Bị sặc hả? Anh rót ly nước cho em nha. Anh ra ngoài lấy nước thêm. Chuyện gì đây? Kiếm ai vậy? Kiệt! Kiệt ơi! Kiệt! Anh... Kiệt ơi! Hấu quản à? Kiệt! Anh có trong này không vậy? Kiệt ơi! Kiệt! Kiệt ơi! Kiệt! Anh có trong này không vậy? Liên! Anh Kiệt! Anh Kiệt! Em cứ lo là em sẽ bị mất anh. Em cứ sợ giống như những ngày đầu tiên. Em quen biết anh, em chờ hoài đâu có thể anh trở về đâu. Em theo anh chỉ có con đường chết thôi. Em không sợ chết anh, em chỉ sợ còn lại có một mình em thôi. Anh đừng có bỏ em lại nha. Em đừng có bỏ em một mình nha không anh? Anh dẫn em về nhà. Tối nay em sẽ tới nhà của người bạn để thu dọn lại đồ đạc, giờ trở về nhà với anh. Các người làm gì vậy? Sao đây? Thiếu nợ hai tôi rồi sao đây? Khỏi trả hả? Trả, trả mà. Đừng có tưởng dọn tới xong sư gồ là kiếm ra mày nha. Hả? Không phải, không phải đâu. Vậy cho nào trả? Cho tôi một tuần lễ đi, tôi nhất định sẽ trả lại các người. Bây giờ tao cho mày thêm một tuần lễ. Tới hạn mà không trả là mày biết chết. Đi. Liệu không nha? Anh à, dạo này sao không thấy chị Liên vậy? Anh không biết nữa. Lãng hờ, đồ của chị Liên lấy đi hết rồi. Cậu lấy lại số chìa khóa. Anh nghĩ chắc bỏ đi rồi. Vô phòng coi có mất gì không. Bác sĩ Lãng, thật xin lỗi bác sĩ. Tôi đã không nói năng gì mà lại bỏ đi. Tại vì tôi quyết định là trở về bên cạnh chồng tôi. Cảm ơn ông và bác sĩ Nghi đã chăm sóc cho tôi bấy lâu nay. Tại vì tôi có chuyện gấp cần phải xài tiền, cho nên đã mượn đi chiếc đồng hồ vàng và 5.000 bạc trên bàn của ông. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho ông. Xin lỗi nha, Nguyệt Liên. Anh Lãng à? Lãng? Anh có bị mất gì không? Không có. Cậu không phải hai người đó đâu. Em không phải là ý này. Ủa, sao anh về sớm quá vậy? Ăn chút đồ nha. Em kiếm cái gì đó? Có thấy tấm vé số của anh không? Để trong túi quần hả? Em tưởng là vé cũ cho nên đã bỏ rồi. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? Ví dụ cờ bạc đàn bà đừng có rớ vô mà. Sao anh lại bực bội với em? Anh làm việc cực lắm hả? Đã không có đi làm cả tuần rồi. Lúc anh làm việc thì đã liền cái máy lạnh xuống phố.
Sao lại sơ ý quá vậy? Em biết chỗ đó là chỗ nào không? Là nhà của chú Lương, kẻ hại chết ba của anh đó. Ông thấy anh cho nên cố tình chơi anh, bị anh khiên cái máy lạnh từ tầng trời tới lầu một, từ lầu một lên sân thượng, rồi từ sân thượng khiên xuống lại. Giận quá cho nên anh liền xuống tôi. Thôi bỏ đi, đi kiếm gì khác. Có em mà. Đừng có động một chút là nói còn có em như vậy được không? Anh là đàn ông mà, em hãy cho anh một chút tự ái đi. Em hãy chửi anh, hãy dạy anh đi. Đặt lại vô đi, đặt lại lấy tay ra, cái sắp cuối rồi đó. Đặt lại, tài xế vô đặt lại ra đi. 10, 4, 5, 6, 15 điểm tài, cái vua. Chị hả? Chồng chị có tiền chơi cờ bạc, không có tiền trả nợ. Bây giờ chúng tôi đang nghĩ là phải chặt cái tay nào xuống là hơn. Anh Kiệt. Liên. Anh không có sao chứ, hả? Không sao. Chị à, tới trả tiền hả? Anh Sâm, tôi lấy hết chỉ có ngàn mấy bạc thôi. Nổi tiền lời thôi á, cả chục ngàn rồi. Mấy ngàn này làm gì chứ? Hả? Mấy ngàn bạc. Thả anh cũng được, nhưng mà để lại cái tay đi. Đừng mà, đừng mà. Anh Sâm à, anh làm ơn đừng có chặt tay chồng tôi. Có chặt thì chặt của tôi đi. Chặt gì? Không được. Đừng có chặt anh nha. Chị coi nè, cái tay của chị đẹp như anh vậy. Anh Sâm đừng. Tôi đâu có nỡ chặt tay chị chứ. Muốn thả anh cũng được, nhưng mà vô phòng với tôi nha. Hả? Đi. Anh Kiệt. Liên. Chị ơi, Liên à. Kiệt. Muốn làm anh hùng hả? Chặt tay nó. Đừng, đừng mà. Đừng mà anh Sâm mà. Tôi hứa với anh đừng có chặt tay chồng tôi. Vì tôi cũng chịu làm cho anh hết. Đừng có chặt tay anh nha. Đừng mà. Nếu là đàn ông thì đâu cần biểu vợ tới chuột chứ. Vô đi. Đừng nha Liên, đừng nha. Cái thằng mắc dịch không ngờ có con vợ tốt như vậy ha. Uống đi. Liên, Liên. Muốn coi hả? Tao giúp mày nha. Tôi không coi, không coi, không coi đâu. Đi. Làm đàn ông vô dụng như mày đi chết đi cho rồi. Thôi nói nhiều làm gì. Đi uống bia. Đi uống bia. Đi. Em Liên, có chuyện gì mà kêu gấp vậy? Em có khách mà không dám tiếp. Không phải chị kiếm em, có người muốn gặp em. Ông chủ cho hai ly trà chanh nha, làm ơn. Thôi hết bán rồi, chờ chúng mới tới đi. Sao lại nghỉ bán vậy? Mới tháng không gặp, cổ đi nhiều. Đi làm cực lắm hả? Dạ phải. Bây giờ tôi đang làm việc cho văn phòng của người bạn. Vì chuyện của lần trước tôi thật xin lỗi, chưa có nói năng gì hết mà bỏ đi. Nhưng mà tiền của ông, tôi sẽ nghĩ cách đi trả cho ông sao. Cô đừng hiểu lầm, tôi tới đây không phải đòi nợ cô đâu. Tôi nhất định sẽ trả lại cho ông. Mai này để tôi dư giả, tôi sẽ trả lại cho ông sau. Cô tốn tiền hả? Chồng cô đâu? Không giúp được cô. Anh bị viêm phổi rồi, anh không có thể nào đi làm việc. Thật ra anh biết tôi vô nhà thương rồi, anh cũng buồn lắm. Nhưng mà tôi nghĩ việc này chỉ có tạm thời thôi. Bệnh bao lâu rồi? Cô có bác sĩ không? Bác sĩ cho anh uống thuốc gì? Tôi nghĩ bệnh của anh không có rành đâu. Tôi là bác sĩ mà, có bao nhiêu tôi không rành chứ. Thật ra chồng của cô ảnh. Cô đừng tự dối người nữa. Bác sĩ Lợn, nếu như tình cảm có thể xử lý một cách lý trí như vậy, tôi nghĩ là có nhiều người không bị đau khổ đâu. Tôi rất là yêu chồng tôi. Tôi nghĩ trên thế gian này chỉ có mình anh mới có thể ảnh hưởng được thôi. Tôi cho cô biết tôi là người đàn ông. Một người đàn ông nếu yêu thích một người đàn bà, không để người đàn bà đó chịu khổ cực đâu.
Đây là một ít tiền của tôi và em Nghi cho cô. Đừng có làm chuyện gây hại cho mình nữa. Nếu như có chuyện gì điện thoại tới nhà riêng của tôi, kiếm tôi nha. Bác sĩ Lãng đã đi vắng, hồ sơ của Lâm hiệu trưởng thì để ở trong học tủ hồ sơ. À, để tôi tự kiếm. Được. Có rồi nè. Cảm ơn. Sao hả? Có phải hôm nay chạy bộ xong rồi nhớ tới anh mở đi ăn sáng hả? Có nhiều việc em biết nói trong buổi sáng sẽ là tỉnh táo hơn và cơ hội phạm lỗi sẽ ít hơn. Sao hôm nay em nói chuyện sâu sắc quá vậy? Anh không hiểu lắm. Anh nè, đặc sử này ngon lắm đó. Chiếc đồng hồ vàng lúc xưa em tặng cho anh đâu? Anh nói lại một lần với em là tại sao bị mất đi. Đã nói với em rồi mà, tháng trước đi lạc bị mất. Anh hãy suy nghĩ kỹ rồi mới nói với em. Hôm nay có chuyện gì vậy? Thiệt đi lạc tháng trước bị mất mà. Sao em cứ hỏi chuyện này hoài vậy? Lãng, em quen với anh 5 năm. Lâu nay em chưa hề biết anh nói láo không có chút sơ hở như vậy. Nếu không phải tối hôm qua em vô văn phòng của anh lấy hồ sơ của Lâm hiệu trưởng, có lẽ suốt đời em cũng không biết bí mật của anh để trong hộp tủ. Em Nghi à? Em Nghi? Em Nghi à? Em nghe nói nè, anh Nghi cũng không có gì đâu. Cái cớ gạt người này anh chừa lại cho mình anh đi. Nếu anh không dám đương đầu thì để em nói với anh, Tống Nguyệt Liên đã có một địa vị trong thâm tâm của anh. Không có đâu, anh không có đâu mà. Anh hứa với em, từ nay anh không gạt em nữa. Từ nay anh không gặp cổ nữa. Em biết anh không tự kiềm chế được mình đâu. Nhi à, anh thật lòng yêu em mà. Anh yêu em lắm mà. Anh đừng có nắm lấy em như vậy. Anh như là muốn nói với em anh sẽ mất đi em. Làm gì đó? Anh có phải là đàn ông hay không? Đi giật đồ của đàn bà. Một ngày đầu tiên mà quen biết tôi sao hả? Ngày nào tôi cũng xài tiền đàn bà mà. Anh đúng thiệt là một đống rác. Tôi muốn đánh cho anh tỉnh táo lại. Cô tưởng cô là cái thứ gì hả? Cô thiệt là hạ tiện. Tôi đánh cô không chịu đi. Cô đừng có đóng vai người thánh nữa. Đừng giả bộ rộng lượng với tôi. Đừng có tốt với tôi nữa. Tôi đã mang nợ con mình rồi, không có muốn mang thêm nợ của cô nữa đâu. Cô hãy làm ơn bỏ tôi đi. Tại sao chúng ta còn phải đau khổ như vậy? Tại sao hả? Tại sao em còn yêu nhất lại gặp được anh? Con người của anh thật là ích kỷ lắm. Em ghét anh, em hận anh. Anh đã khiến cho em thấy mình bị hạ tiện lắm. Vậy cô đi đi. Cô đi đi. Cô hãy đi đi.
Tôi đuổi cô đi, tại sao lại không đi? Anh Kiệt, em không cam lòng. Chính vì em không cam lòng, em không thể nào mất đi anh. Em không muốn rời xa anh. Em không thể nào thiếu anh. Kiệt, em Nghi. Em Nghi. Hello. Xin lỗi bác sĩ Lợn, tôi là Tống Nguyệt Liên đây. Ông có thể nào giúp cho tôi một việc hay không? Mượn tiền thì mượn tiền, tại sao lại phải gặp anh? Ông thiệt là tốt lắm, chịu cho mình mượn mấy trăm ngàn mà. Thì cũng có quyền biết người mình giúp đỡ là ai chứ. Trăm mấy ngàn tưởng lớn lắm sao? Cho thì cho, không cho thì thôi chứ. Đàn ông được rửa với nhau mà gặp mặt làm gì? Ở trên đời này có nhiều người tốt như vậy sao? Anh lại nghĩ sang đâu rồi? Người ta có bạn gái đó. Lúc xưa anh cũng giống như ông, thích giúp đỡ người ta. Ông là Trác Lãng đó, là một bác sĩ não khoa giỏi nhất ở Hồng Kông này. Dạo trước có một nghị viên bị bể mạch máu và cũng được ông cứu lại. Giờ có nhiều tạp chí cũng hay phỏng vấn ông lắm. Tôi nghĩ là hai người đàn ông đi gặp mặt thì tiện lợi một chút, cho nên biểu con Liên đừng có xin phép nghỉ. Anh cũng biết mà, có một người đàn bà ở đây thì không có tiện đâu. Bởi vì mình trò chuyện uống bia hút thuốc, có đôi khi còn nói tục nữa. Ông Kiệt hả? Ừ. Tôi và bạn gái của tôi qua thân với cô Liên lắm. Tôi biết, vợ tôi có nói mà. Hai người không những là người tốt mà còn giàu có nữa kìa. Vậy thưa ông cần gì? Cho thêm ly bia nữa. Dạ. Ê, khoan đã nè, anh không ngại tôi uống một ly brandy chứ? Tự nhiên. Ê, brandy nha. Con người cô Liên cứng cổ lắm. Cái việc gì xin tôi, nếu không gấp lắm thì không làm đâu. Dĩ nhiên rồi, mấy trăm ngàn mà đi đâu kiếm chứ. Cho nên mới nói nha, đừng có để tôi làm giàu. Tôi mà làm giàu rồi á, tôi cũng cho vài lãi cao đó. Bác sĩ Lãng à, ông không phải định cho tôi mượn chứ? Không phải. Ông Kiệt họ gì? Trịnh Dĩ Kiệt. Uầy, bọn ông suy nghĩ một hồi rồi không cho mượn hả? Không phải. Lúc xưa tôi có một người bạn thân cũng tên này. Bác sĩ Lãng à, kẹt nhất là bây giờ ngân hàng đóng cửa rồi. Tôi nghĩ tấm chi phiếu đó mau nhất cũng phải đợi đến ngày mai mới lấy tiền ra được. Anh thì tốn tiền lắm hả? À, không phải, nhưng mà bà chủ nhà đòi tôi hôm nay phải trả tiền phòng đó. Nhiêu tiền? 5 ngàn. À, không, 4 ngàn cũng được. Coi như là lấy tiền nhét miệng của bà thôi. Cảm ơn ông Lãng nha, cảm ơn. Tao nói mày nhất định lấy được học bổng mà. Qua bệnh cố gắng học hành nha, đừng có chỉ lo cô gái không đó. Nè, mặc vô đi. Không cần đâu. Tao tặng cho mày mà, mặc đi. Mau lên. Bên Hàn Quốc trời tuyết lạnh lắm, không phải như Hồng Kông đâu nha. Đẹp hay không? Cảm ơn. Đừng có nói cảm ơn. Đẹp lắm. Là chi phí du lịch đó. Không làm được bác sĩ thì đừng có về gặp tôi nha. Cười lên một chút coi.
Hay quá. Tôi cho dài bấy lâu chưa có hề thấy ai ngốc như vậy. 100,000 bạc trả hết cho tôi một lượt. Chuyện gì đây? Trúng số rồi hả? Bạn bè giúp đỡ thôi. À, phải hả? Nghe nói vợ của anh có một người bạn trai làm bác sĩ hả? Và đã kiếm được việc cho cổ. Vợ của anh thiệt tài giỏi đó. Anh nói vậy là ý gì? Vợ tôi không phải là thứ dân đó đâu. Anh làm gì mà khẩn trương vậy chứ hả? Tôi coi anh là anh em, mới nhắc nhở anh thôi. Tôi thấy anh thường hay lên đây. Nè, chỗ này 10,000 bạc tặng cho anh đó. Anh ra chơi dài dáng đi. Biết đâu chừng hôm nay hơn sẽ hút được nhiều tiền. Cái gì? Nói tặng cho anh là tặng cho anh mà. Nè, nghe lời tôi, ra ngoài chơi dài dáng đi. Nếu như không dám chơi nữa thì cứ việc lấy tiền về nhà. Tôi không miễn cưỡng anh đâu. Ê, anh thì đỡ rồi. Ăn liên tiếp bài dán hốt được mấy chục ngàn. Dán này đặt tài này, chắc chắn tài nữa. Đặt tài đi. Chị Liên à, thì ra thấm thoát chị đã làm ở đây được cả tháng rồi. Tôi thì là phải cảm ơn bác sĩ Lãng giới thiệu cho tôi một người giúp việc tốt như vậy. Nè, tối nay anh tới đi ăn cơm chung đi nha. Được chứ. À, sẵn hôm nay phát lương tôi đãi nha. Khờ quá, chị kiếm được nhiều tiền lắm hay sao? Để người đàn ông vĩnh viễn không biết nói không này đãi mình ăn là vừa rồi. Nè, để tôi điện thoại đi đặt chỗ nha. Chị Liên à, tôi nghĩ là ông đang đông khách lắm, gọi hoài mà cũng không có thông. Không sao đâu, tôi ra đằng kia lấy hàng, lưu tiện sẽ đặt chỗ luôn nha. À khỏi, để lát nữa Trác Lãng tới đây, nhớ nói là anh chờ tôi luôn. Ok, bye bye. Alo. Alo, Liên hả? Tao sẽ tới ngay nha. Bây giờ em không thể đi được. Sao giọng anh run run vậy? Bây giờ em hãy về ngay đi, anh có chuyện muốn kiếm em đó. Bây giờ cửa tiệm không có ai trông hết, em không thể nào bỏ đi. Hay là để cho bà chủ về tới rồi em sẽ về nhà ngay. Không được. Bây giờ em phải về ngay đi. Alo. Kiệt. Kiệt à. Em Liên. Anh Kiệt. À, anh bị sao vậy? Hả? Em có tiền không vậy? Anh không được khỏe. Hả? Em có tiền không vậy? Em làm gì mà có tiền? Anh làm gì vậy? Mà anh không được khỏe hay sao? Không được đâu, đó là tiền của công ty mà anh không thể đụng tới. Kiệt, anh bị chuyện gì? Hả? Hôm nay em lãnh lương mà sắp tay đâu? Bà chủ chưa có về mà làm gì có lương anh? Anh lấy tiền làm cái gì đó anh nói em nghe coi. Anh lấy tiền làm cái gì anh nói em nghe coi, anh không khỏe hả? Anh. Em có tiền mà tránh ra đi. Anh Kiệt. Sắp tay của em để đâu? Em làm gì vậy? Em đừng có gạt anh nha. Em có tiền mà. Em nói em không có tiền. Em đừng có gạt anh. Em không có tiền. Em có tiền mà. Em làm gì mà có tiền? Sắp tay của em để ở đâu? Nói đi. Em để ở đâu? Nói đi. Nè, em hãy đi anh đi, đừng có giấu anh nữa. Gì vậy? Cô sao chứ? Anh Kiệt không biết bị gì nữa. Anh có phải là người không? Cô là vợ của anh, làm gì cực khổ như vậy? Anh còn tới phá nữa. Tôi đang nói chuyện với anh đó, anh nghe không? Kiệt à, tôi đây, Trác Lãng đây. Bây giờ mày đã thấy hết rồi. Mày tưởng cái thằng mất dịch gặp ở quán cà phê là tao hả? Thật ra thằng Kiệt mày quen biết, còn tệ hơn thằng đó gấp 10 lần. Kiệt, Kiệt ơi. Kiệt à.
Hai người đừng có ép tôi nữa, tôi đã mệt lắm rồi. Mấy năm nay tôi vẫn kiếm anh, anh biết mà. Tại sao cứ cổ quá vậy, anh không chịu gặp tôi? Tại vì tôi sợ. Tôi thiệt là sợ mất luôn một người bạn duy nhất là mày đó, có hiểu không? Nhà của tôi đã bị phá sản trong nửa năm, ba tôi tự tử chết đi, tiền của tôi bị bạn bè gạt hết. Tôi đã giết người và ngồi tù, và không có người nào cho tôi cơ hội nữa. Có một lần tôi gặp được đám bạn đó là đãi tôi ăn ngon, thì ra họ cấu kết với nhau chơi tôi, để tôi ăn đồ chùa không có tiền trả. Lãng à, mày có biết không, tôi đã hết bạn bè rồi. Mày nói đã chưa? Hồi nhỏ nhà tao nghèo hơn mày gấp 10 lần kìa. Tao không có tiền nhà, tao không dám về nhà. Mấy mẹ con tao ra ngủ dưới hầm cầu, tao không được tắm rửa. Rồi đến trường hả, bị đám bạn bè chơi cười tao thúi quá. Có một thằng bạn tên Kiệt đánh nó giùm tao. Chuyện của anh xưa này không hề khi dễ tao. Mày có biết tại sao không? Tại vì chúng tôi là bạn thân mà. Bây giờ đã không phải rồi, mày thọc bể mánh chuyện này làm cho tao bị mất sạch hết tự ái còn lại. Thật ra tao thật là mong lại, tao vẫn là thằng Kiệt lúc xưa. Mày có biết không, một người từ có tiền biến thành nghèo mạt, so với suốt đời chịu nghèo khổ thì càng thảm thương hơn. Các người hãy bỏ tôi đi, tôi không phải là người nữa. Kiệt! 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 Kiệt à! Kiệt! Anh làm gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Những thứ này anh đã hút khỏi trong khám rồi. Thật ra thì anh còn tỉnh táo hơn em. Em tới nhìn làm người rồi em đi đi. Kiệt! Anh không phải như vậy đâu. Anh hãy làm lại cuộc đời đi. Anh là như vậy mà. Em đã nhìn thấy anh không xuống hút xì ke rồi. Em đừng có vì anh mà hy sinh nữa. Anh không có muốn gây tổn thương tới em nữa đâu. Em đi hỏi Trác Lãng mượn 100 mấy ngàn để trả nợ. Trả dứt nợ anh lại cờ bạc nữa. Bây giờ anh đã thiếu nợ bọn dây lấy cả 1 triệu mấy bạc. Anh chỉ là một đống rác thôi. Kiệt, anh không phải. Trừ phi anh nói với em là anh không còn yêu em nữa. Em đừng có dại dột. Trừ phi anh chết hả? Anh chết thì em mới chịu buông tay. Nhưng mà anh có thử tự tử rồi. Anh không có đủ can đảm. Một người đàn ông cả việc đi tự tử cũng không dám làm nữa. Em còn lấy anh làm gì nữa chứ, làm ơn hãy bỏ anh đi. Kiệt. Em còn trẻ còn đẹp mà. Em thì không có đáng đi theo cái đống rác này nữa đâu. Sau này em nhất định sẽ hối hận mà. Kiệt, em không có. Em nhớ em đã có tự nói với mình, cho dù anh có đi ăn xin hay đi làm gì đi nữa em cũng theo anh mà. Nếu anh sợ là em bỏ anh, được, anh hút xì ke hả, thì em sẽ hút theo anh. Liên à, đừng. Đừng mà.
Tại sao em dại dột như vậy? Uống ly của em nào. Cảm ơn em. Đã lâu em không mua cà phê cho anh rồi. Lúc xưa hơi lần nào anh mệt và không được vui, em cũng cầm ly cà phê chờ anh. Chuyện xưa kia đừng nhắc lại nữa. Tối qua suốt đêm không ngủ vô, anh thấy buồn lắm. Anh muốn kiếm một người bạn trò chuyện với anh, nhưng mà anh phát hiện ngoài em ra, anh kiếm không ra người nào khác. Em đã qua bên má nên anh kiếm không gặp em đâu. Em đừng cố tình lánh né nữa có được không vậy? Em cần tự bảo vệ mình mà. Anh kiếm em có chuyện gì? Hôm qua gặp Dĩ Kiều. Thì đã là chồng của Tống Nguyệt Liên. Anh nói là người đàn ông đã đánh đập chị Liên ngoài phố hả? Thì ra con người thay đổi đến mức như vậy. Em nghĩ ngoài việc có thể biểu anh tiếp nhận sự thật, không còn gì để nói thêm nữa. Em đừng nói với anh như vậy nữa có được không vậy? Anh đã khó chịu lắm rồi. Từ nhỏ tới lớn anh đã tự nói với mình, một người bạn nhiệt tình và lòng giúp đỡ bạn bè, trong lòng của anh là một người anh hùng. Suốt đời này là vậy. Không ngờ bây giờ đến nỗi này. Anh đừng như vậy. Em hiểu được tâm trạng của anh. Người anh hùng mà anh sùng bái nhất cũng là đống rác mà anh ghét nhất. Anh không muốn lấy chuyện này ra đem thương hại anh. Anh thì là sợ lắm. Bên cạnh của anh đã không còn ai nữa. Nếu như lúc đó anh không phải ích kỷ, ông bên anh quá không về, anh không có nỗi này đâu. Em dạy anh đi, em dạy anh đi, anh phải làm sao đây? Lãng à, anh còn nhớ không? Cho dù chuyện khó khăn cách mấy, khi anh uống xong ly cà phê thì anh nhất định sẽ giải quyết được mà, phải không? Thử nha. Chúng ta cùng nhau đi đương đầu. À phải rồi, để tôi giới thiệu. Đây là bạn gái của tôi, làm bối nghi, bác sĩ Như Khoa. Còn là bạn thân của anh thường nhắc tới, Trịnh Dĩ Kiệt. Chúng tôi đã gặp rồi. Lần trước còn nói tôi đánh đập đàn bà ở ngoài phố mà. Xin lỗi bác sĩ Nghi nha, tại dành quá chén thôi. Không sao, bạn của anh Lãng cũng là bạn của tôi thôi. Người có học quả như là khác hẳn hả? Anh Kiệt, được anh nói bừa bãi. Nói bậy cái gì đâu, Trác Lãng là bạn thân của tôi mà. Trước mặt bạn thân thì phải nói lời thiệt chứ có phải không hả? À Kiệt à, vậy hôm nữa có rảnh không vậy? Ở bãi Viên Cảnh có một căn nhà, tôi đã xin phép nghỉ 2 tuần lễ rồi, cùng nhau đi chơi nha. Chuyện gì? Muốn giúp tôi cai xì ke hả? Tôi chống không nổi đâu, rất là khó chịu, muốn nhốt tôi lại à, không có được đâu. Anh Kiệt, em sẽ đi chung với anh mà, hả? Em ở với anh hay là ở với anh đây? Anh nói gì vậy? Anh không tôn trọng anh không sao, nhưng hãy tôn trọng chị Liên và Trác Lãng. Tôi là bạn thân nhất của anh có phải không? Anh tốt với tôi như vậy, cho tôi 1 triệu bạc. Nếu không tôi bị bọn dây lãi cao chém chết, anh sẽ hết cách trả ơn. Anh cho tôi 1 triệu bạc, tôi cho luôn người đàn bà này cho anh nha. Anh đang nói gì vậy? Tôi cũng là đàn ông mà. Anh tốt với cổ như vậy, không phải là khoái chí, không phải là thích cổ hay sao? Anh Kiệt,
Chuyện như vậy mà nói ra được hả? Xin lỗi bác sĩ Lãng nha, tôi nghĩ chắc là anh chị quá chén rồi. Thật xin lỗi hai người, có lẽ vì anh Kiệt gặp lại bác sĩ Lãng quá vui mừng cho nên mới uống quá chén rồi nó bị bạ thôi. Không sao. Dù anh nói gì đi nữa, anh vẫn là người bạn thân của tôi. Tôi chỉ muốn biết có phải anh thiệt thiếu nợ nhiều tiền quá như vậy không? Dĩ nhiên rồi, tôi đã bị họ đi thâu với anh mà. Anh nổi tiếng như vậy họ nhất định sẽ biết mặt anh. Ok. Anh là Trác Lãng hả? Chị. Anh là. Anh không cần hỏi nhiều. Anh Kiệt đây đã thiếu tôi 1 triệu bạc. Anh nói là anh sẽ gánh vác cho anh thấy không? Không phải. Không phải cũng không sao. Ôi, chuyện gì mà khẩn trương vậy? Bộ chưa hay thử hay sao? Ôi, anh suy nghĩ cho kỹ rồi mới nói nha. Tôi trả cho anh. Không được. Anh trả cho anh chỉ là hại anh thôi, không phải là giúp anh. Các người đi ngay, nếu không tôi báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Không ngờ con người cô bé tí như vậy mà nói chuyện phách quá hả? Chạy mau! Chạy! Tụi bay, họ bên kia. Dạ. Đừng dậy! Nè! Đừng đuổi theo nữa! Còn nhớ hồi có lúc mình còn nhỏ không? Mỗi lần tôi ngồi ăn cơm ở dưới cái chân của bóng rổ, mày cũng tới kiếm tao. Chuyện xưa như vậy tao đã quên hết rồi. Có phải mày lấy tiền tới hay không? Nếu có thì đưa tao đi. Mày đang giở cái trò gì tao không biết, nhưng mà tao khẳng định mày không phải là thứ dân đó. Mày đừng có tự gạt mình nữa có được hay không vậy? Có phải là bị bệnh không? Nếu bị bệnh thì đi khám bác sĩ đi, đừng có lăng nhăng lải nhải nữa, đưa tiền đi. Mày lại lấy tiền đi hút gì kìa? Tao nói không phải mày sẽ tin sao? Mày lấy gương sao mặt mày kìa? Mày giống cái gì? Hả? Tao giống cái gì thì mắc mới gì tới mày chứ hả? Tao càng trụy lạc thì mày tỏ ra càng giỏi. Ít ra con Liên coi mày là chúa cứu thế. Năm xưa tao cũng nhờ như vậy mà lấy được cổ thôi. Mày nói cái gì vậy? Mày coi tao lại. Hả? Mày làm như vậy là muốn tao bỏ bê mày thôi, có phải không? Mày có nhớ mày nói gì không? Mày nói chúng tôi là bạn thân cùng gian nô dịch ngỗng lớn lên đó. Muốn tao bỏ mày hả? Được, đánh tao đi. Đánh đi! Mày tưởng là tao không dám đánh mày hay sao? Bao nhiêu năm nay mày đã nợ của tao, mày đã trả chưa? Mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Đừng có đánh tao nữa nha. Mày còn đánh nữa thì cả đời này mày chỉ nợ tao thôi. Mày có nhớ hay không, từ 7 tuổi đến năm 17 tuổi tiền học phí của mày do tao đóng nè. Bây giờ mỗi năm trả 1 cú, trả dứt nợ thì từ nay coi như quê. Cha ta bị đụng xe vô nhà thương chết đi, không có tiền chôn cất. Chết đi. Nhà ta không có tiền nhà đóng tiền nhà, phải nằm ở dưới hầm cầu. Mày lại sẽ cặp táp tới bác tao phải đi học.
Mỗi năm nhà trường tổ chức tất niên, vé ăn từ thiện, tiền du lịch, tiền hội vận động đều do mày trả cho tao. Mày còn nhớ không, có một lần ở trong lớp học, có một người bạn mất đi 10 đồng. Trong lớp tao là kẻ nghèo nhất, ai lấy được đổ thừa cho tao. Mày không thèm suy nghĩ gì hết mà dẫn dùm tao. Hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp điều tra hết, tại vì mày có tiền. Không còn dám sĩ giả mày nửa câu nữa. Cũng tại là vì mày có tiền. Rồi sau đó kiếm ra người của thằng Mập, không phải là mày lấy. Tao hỏi tại sao mày nhận chứ. Mày nói đáng lẽ nó nghèo nhưng nó không làm bậy. Mày còn nhớ cái năm mình thi tú tài không? Má ta làm gì có công trường mình té trật chừng. Ta không có tiền trả tiền thi cử, cũng như mày trả giùm cho tao. Ta không có tiền ăn cơm, tao đi kiếm việc làm, tao đi nướng thịt quầy. Mày tới cản tao, đập luôn cái lò than đó. Hôm xưa mày đánh tao cũng như bây giờ đó. Mày đánh tao, đánh tao đi, mày đánh tao đi, mày đánh tao đi. Mày nói thêm nữa, đừng có nói thêm nữa, mày đừng có nói nữa. Tại sao chuyện xưa mày nhớ kỹ quá vậy hả? Tại sao mày biết thành như vậy? Tại vì tao nghèo, tao không có gì hết. Không có tự ái, không có tự tin, không có đàn bà, không có bạn bè, mày có biết hay không hả? Mày nói cho tao 1 triệu mà, đưa đây đi. Mày đưa tao sẽ không còn ai nợ ai nữa. Đem trả tiền người ta đi. Ở bên Canada tao có căn nhà, tao có bạn bè, họ có thể giới thiệu việc làm cho mày. Mày vẫn liên quan bởi làm lại cuộc đời đi, tao xin mày mà. Tại sao tình bạn lại đáng giá tới như vậy? Không có đáng giá đâu. Tất cả gì của tao đưa cho mày cho tao đó. Bây giờ cho dù mày bắt tao trả mày cái gì, tao cũng chịu mà. Mày chỉ cần làm lại cuộc đời đi, mày có biết không vậy? Mày biết không vậy? Hả? Mày nghe không? Hả? Nếu tao đi hỏi bọn cho dây lãi cao mượn tiền nữa thì sao? Thì tao trả. Tao sẽ trả cho mày. Tao không sửa đổi. Tao sẽ chờ. Mày điên rồi. Điều này tao học được ở trên mình của cô Liên. Còn với tao được không bỏ bê mày. Nếu mà tao đi chết thì mày có đi chết chung với tao hay không? Vậy không có ai ngốc như vậy đâu. Tại sao mày tốt với tao quá vậy hả? Chỉ cần tao còn một hơi thở, tao cũng không bỏ bê mày đâu. Mày thì là điên mà. Có người về tới. Cũng vậy thôi, có gì mà chưa thấy chứ. Lúc có đi tiếp khách có gặp chuyện ái ngại như vậy không? Mặc kệ cô, tiếp tục đi. Dì có người ở đây mà, đừng nhớ. Sợ cái gì, mặc kệ cô. Chuyện gì vậy? Tránh ra. Thưa bà, xin lỗi bà, con làm không nổi những điều ba mong muốn và những điều mà con thích làm nhất. Anh Bình. Wow, Kiệt, ăn mặc đẹp vậy, làm giàu hả? Sao tốt quá tới tâm tôi hả? Có chị Mai ở đây không? Ừ, bà đi vắng rồi, có chuyện gì? Tối nay tôi về Trung Quốc, vợ tôi đã đi Macau. Ngân hàng có đồ quan trọng cho vợ tôi, làm phiền anh giao cho chị Mai chuyển cho bà nha. Ồ. Dạ, tôi về, tôi nói giao cho con liền. Cảm ơn nhiều.
Anh Kiệt, làm gì đi? Sao ăn mặc đẹp quá vậy? Đi làm đĩ được hả? Ê, thiếu nợ đại ca tao không muốn trả bỏ đi sao? Muốn đóng kịch, đập nó. Ê, chết đi, chết đi, chết đi. Quay à, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Ê, đứng dậy mày, đứng dậy, đứng dậy, chết đi, chết đi, chết đi. Chết đi! Quay con mập, thằng kia bị người ta đánh kìa. Quay, xách đồ kìa ra. Ê, ngừng tay nha. Chết mày bây giờ. Ê, đừng. Đừng nha. Nhóc con, muốn gì đi? Thiếu nợ tao không trả, muốn tao đánh chết mày hả? Tao không giải dỗn đâu, mày thiếu tao cả triệu bạc đó, liễu hồn nha. Đi. Kỳ ca, không sao chứ? Không sao chứ? Không sao. Anh nói giùm với con Liên là tôi chưa có hề thích cổ. Ngươi thật là tội nghiệp quá mà. Đúng rồi. Ê bà xã, về đúng lúc lắm. Chuyện gì? Vừa rồi thằng Kiệt bị bọn dây lãi cao đánh nó, nó cũng không đánh trả. Ê, thiệt là tội nghiệp. Ê, còn nữa, nói là con Liên đã qua Ma Cao, nhờ bà giao thư này cho nó, quan trọng lắm đó. Không thể nào đâu, tôi vừa đi xin xăm với nó mà, hai vợ chồng đều là quẻ xăm hạ hạ. Có chuyện gì đó? Anh Kiệt đó là có thư giao cho chị. Alo. Vậy Liên à, có người nói là nhìn thấy thằng Kiệt lên sân thượng nhà hàng đó. Em Liên, khi mà em đọc lá thơ này thì anh đã tới một nơi rất xa xôi. Mặc lại bộ đồ vest mà lần đầu tiên gặp em. Nhưng mà anh đã không quý phái và hiên ngang như ngày xưa nữa. Anh đã tự hành hạ mình, không có giống như một con người. Thì ra đã biết lỗi lầm mà cứ lầm lỗi. Cứ làm lỗi là một việc đau khổ lắm. Hôm xưa em rất sùng bái và yêu thích anh. Nhưng mà cuối cùng, anh đã hành hạ em gấp 10, gấp 100 lần. Anh thật là tự ghét mình lắm. Đã biết làm lỗi mà vẫn tiếp tục gây thương hại tới em. Xin lỗi em nha. Những việc xưa mà anh đã hứa với em, anh không có làm ra được. Trác Lãng xuất hiện là một tia sáng của em và anh. Anh đã nhìn ra được Trác Lãng thật là yêu thích em. 1 triệu bạc này của Trác Lãng đưa cho anh, em hãy cầm lấy nó đi và tiếp tục sinh hoạt cho thiệt tốt. Anh cảm thấy rất là thẹn thùng. Số tiền mà cuối cùng anh đưa cho em vẫn phải nhờ một người đàn ông khác đưa cho anh. Anh cảm thấy thẹn với lương tâm quá. Anh vì em sẽ lấy ra can đảm cuối cùng của mình để mà đi nước này. Anh thấy là thà bước thêm một bước để rời khỏi thế gian này, cũng không muốn lùi lại một bước để mà sống sót vô nghĩa nữa. Chúc em và Trác Lãng được thành tốt. Kiệt à! Kiệt đừng mà!
Kiệt à. Anh có làm vậy mà anh Kiệt. Xuống đi Kiệt. Kiệt. Anh đừng có nhảy xuống anh Kiệt ơi. Kiệt ra, Kiệt, sao vậy? Tránh ra đi, tôi là bác sĩ nè, tránh ra đi. Em đi kia sao có thương? Kiệt ra, Kiệt, anh không thể chết đâu, không thể chết đâu Kiệt ra, Kiệt, anh không thể chết đâu, không thể chết đâu, Kiệt ra, Kiệt, anh không chết đâu, Kiệt ra, Kiệt, con Liên đâu, hả? Em Liên đâu? Liên à? Em Liên à? Em Liên, con Liên đâu rồi? Bác sĩ Lãng à, con Liên đã mất tiêu rồi kìa. Liên à, mới thấy đây mà sao vậy? Liên à, Liên à, Liên à, mày đứng lên kìa. Liên à, anh Kiệt, em đã có nói với anh rồi mà. Kiếp này dù anh có làm gì đi nữa, thì em cũng nhất định sẽ ở chung với anh. Ai悠悠很悠悠，为何要到无法挽留？再又想起你的温柔，给我关怀，为我解忧，为我平添许多愁。 在深夜无尽等候，独自泪流，独自忍受。多想说声我真的爱你，多想说声对不起你，你哭着说。